Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Viettel Store TV. Với việc đang có mức giá cực kỳ tốt, những chiếc flagship cũ của năm 2019 đang được đánh giá rất cao vì đem đến trải nghiệm sử dụng không thua kém quá nhiều so với những flagship ở thời điểm hiện tại, trong khi mức giá lại không quá cao. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng với mình đi tổng hợp lại top 5 flagship đang có mức giá rất tốt nhé. Hãy cùng bắt đầu thôi nào! Chiếc máy đầu tiên trong video ngày hôm nay sẽ là chiếc iPhone 11. Xét ở thời điểm hiện tại thì đây vẫn đang là một trong những flagship mạnh mẽ nhất của Apple do sở hữu con chip Apple A13 Bionic cùng với 4GB RAM giúp đem đến trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Ngoài ra thì iPhone 11 còn được bổ sung thêm một camera sau với khả năng chụp ảnh góc siêu rộng và tính năng chụp ảnh Night Mode hứa hẹn giúp cho người dùng có nhiều sự lựa chọn để chụp ảnh hơn so với chiếc iPhone XR tiền nhiệm. Chưa dừng lại ở đó thì với viên pin dung lượng 3110mAh thì iPhone 11 là một trong những chiếc máy có thời lượng pin thuộc hàng top đầu những smartphone của nhà táo khi chỉ gánh màn hình với độ phân giải HD+, giúp tiết kiệm điện năng. Và chiếc máy thứ hai trong video ngày hôm nay sẽ là chiếc OnePlus 7T. Đây là một trong những smartphone cao cấp được đánh giá tốt nhất trong năm 2019 với cấu hình mạnh, giá cả hợp lý. Về màn hình thì máy trang bị màn hình OLED 6.55 inch Full HD+, tần số quét 90Hz để có thể đem đến những chuyển cảnh mượt mà nhất trong quá trình sử dụng. Còn nếu để xét về hiệu năng thì máy sẽ được trang bị con chip Snapdragon 855+, RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB, pin là 3800mAh với sạc nhanh là 30W. Đây là những thông số không phải mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn là hoàn toàn đủ dùng trong các tác vụ hàng ngày cũng như là chơi những tựa game mạnh mẽ nhất trong năm 2020. Và cuối cùng đó là về camera, OnePlus 7T Pro thì sẽ sở hữu hệ thống 3 camera sau của máy, bao gồm camera chính 48MP, ống kính góc siêu rộng 16MP và camera telephoto 16MP, giúp cho người dùng có được những bức ảnh chất lượng cao, không thua kém gì so với những flagship của năm 2020. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của chiếc Huawei P30 Pro. Về thiết kế thì Huawei P30 Pro có dáng vẻ vô cùng sành điệu với các đường bo cong ở phía mặt lưng. Ngoài ra thì tùy thuộc phiên bản thì P30 Pro sẽ có khả năng chuyển màu vô cùng đẹp mắt. Chưa dừng lại ở đó, P30 Pro còn sở hữu một hệ thống máy ảnh rất chất lượng giúp người dùng hoàn toàn có thể vọc vạch và chụp được những bức ảnh với độ chi tiết cao nhất có thể. Với những điểm nhấn vô cùng đáng chú ý thì P30 Pro hoàn toàn xứng đáng là một trong những smartphone toàn diện nhất ở thời điểm chiếc máy này ra mắt. Chiếc máy thứ 3 trong video ngày hôm nay sẽ là chiếc Samsung Galaxy S10 Plus, một trong những cải tiến đáng giá nhất ở trên Galaxy S10 Plus so với Galaxy S9 Plus, đó chính là về màn hình, khi mà máy sẽ mang đến kiểu thiết kế màn hình đục lỗ, giúp đem đến trải nghiệm sử dụng rộng rãi hơn rất nhiều so với công nghệ Infinity Display. Ngoài ra thì S10 Plus còn sở hữu một hiệu năng đến thời điểm hiện tại vẫn được đánh giá rất cao với con chip Exynos 9820 và Snapdragon 855 kết hợp với 8GB RAM, hứa hẹn sẽ là một trong những thiết bị đem đến khả năng chiến game và xử lý đa tác vụ vô cùng thoải mái. Về pin thì S10 Plus sẽ có viên pin với dung lượng khá lớn là 4100mAh, giúp máy hoàn toàn có thể trụ vững với hầu hết tất cả các tác vụ trong khoảng thời gian một ngày nếu như sử dụng. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của chiếc Galaxy Note 10. Khác so với Galaxy S10 Plus thì Note 10 sẽ được trang bị một màn hình đục lỗ cân đối hơn khá nhiều do camera trước của máy sẽ được di chuyển ra chính giữa màn hình. Ngoài ra thì với sự hỗ trợ của cây bút S Pen thì Note 10 sẽ là một trong những người bạn đồng hành rất đắc lực trong công việc hàng ngày của chúng ta. Về mức giá thì Galaxy Note 10 hiện tại đang được giảm giá rất sâu tại Viettel Store. Chính vì vậy, nếu như các bạn nào đang quan tâm đến chiếc máy này thì hãy click vào đường link mình để ở phía dưới phần mô tả nhé. Vậy là vừa rồi, mình đã giới thiệu tới các bạn top 5 flagship được ra mắt ở năm 2019 nhưng vẫn rất đáng mua ở năm 2020. Vậy theo các bạn thấy sao về video ngày hôm nay? Hãy cùng comment ở phía dưới để chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.